Hàng năm, những điểm đến đẳng cấp, quy mô lớn trên thế giới như Resort World Sentosa, khu giải trí phức hợp lớn nhất Singapore hay Disneyland Hồng Kông thu hút lượng du khách khổng lồ, mang lại hàng trăm tỷ đô la cho nền kinh tế du lịch. Trong xu hướng toàn cầu, những tổ hợp vui chơi giải trí nghỉ dưỡng được đầu tư đồng bộ, bài bản cũng đã góp phần tạo nên một diện mạo mới cho du lịch Việt Nam. Tiên phong là tập đoàn Sun Group với chiến lược thâm canh tại Nam đảo Phú Quốc, tập trung kiến tạo hệ sinh thái đẳng cấp, khác biệt cũng như không ngừng bổ sung những công trình, mảnh ghép dịch vụ trong quá trình khai thác vận hành, đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng, góp phần gia tăng trải nghiệm khách hàng. Tại Nam đảo, sau 5 năm xây dựng và phát triển, tập đoàn Sun Group đã thiết lập được vị thế với 3 lĩnh vực mũi nhọn, bao gồm du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, bất động sản cao cấp. Được biết, năm 2021 tới đây, Sun Group tiếp tục gia tăng, bồi đắp những công trình, dịch vụ, mang đến một tấm áo mới cho Nam đảo vươn mình bứt phá, thay đổi diện mạo cả vùng đất này. Không chỉ hấp dẫn du khách bằng thiên nhiên tuyệt đẹp và hệ sinh thái đa trải nghiệm, tới đây, Nam đảo Ngọc sẽ chính thức là điểm đến toàn cầu nhờ công trình biểu tượng mới, lần đầu xuất hiện như cầu hôn lãng mạn hay show Vortex. Hai hạng mục đang được triển khai này đã tiên phong mang những công nghệ trình chiếu hiện đại bậc nhất thế giới đến với đảo Ngọc. Bên cạnh đó là những tổ hợp thương mại, giải trí, nghỉ dưỡng, công trình nhà phố, khách sạn mini đang được tập đoàn đẩy mạnh nhằm đón đầu làn sóng du lịch. Bên cạnh đó, cũng từ hệ sinh thái đa dạng, Sun Group đã khởi tạo văn hóa mới trong trải nghiệm du lịch của du khách. Bên cạnh các hoạt động truyền thống như lặn biển ngắm san hô, khám phá cụm đảo nhỏ, du khách sẽ được cảm nhận một Phú Quốc sôi động hơn với những tuyến phố mua sắm nhộn nhịp, show diễn đầy màu sắc, đẳng cấp hơn với những công trình biểu tượng toàn cầu, phong cách hơn với những tổ hợp nghỉ dưỡng quy mô, khu đô thị lấy cảm hứng từ vùng đất Địa Trung Hải. Nói về hệ sinh thái của tập đoàn Sun Group tại Nam Phú Quốc, thì không chỉ với một cái tâm huyết muốn biến Nam đảo trở thành một cái điểm đến của du lịch toàn cầu, thì tập đoàn Sun Group còn xây dựng những đô thị kiểu mẫu, quy hoạch bài bản, cùng tích hợp các cái tiện ích như vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng đẳng cấp tại đây. Thì sắp tới đây, khi Phú Quốc lên thành phố và An Thới trở thành một cái phường trung tâm mới, thì khu vực này sẽ trở thành nơi hội tụ của cộng đồng cư dân văn minh của đảo Ngọc. Thì người từ các cái thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ hay các cái tỉnh thành khác sẽ về đây sinh sống, lập nghiệp, phát triển kinh doanh. Từ đó sẽ tạo nên một cái sức sống mới, năng động cho vùng đất này. Có thể thấy, hệ sinh thái Sun Group đang từng ngày góp phần thay đổi diện mạo vùng đất Nam Phú Quốc. Du khách được trải nghiệm du lịch đẳng cấp, nhà đầu tư đón nhận cơ hội kinh doanh hiệu quả, sinh lời bền vững vì sự cộng hưởng của cả một hệ sinh thái với chuỗi giá trị không ngừng gia tăng lợi ích.